Xin được thân ái kính gửi lời chào mừng tất cả quý vị, quý văn thi hữu cùng tất cả bà con thân yêu. Kính thưa quý vị, trong năm 2020 vừa qua thì dường như tất cả chúng ta đang sống trong nhiều cái sự khổ nạn. Tuy nhiên thì năm nay cũng đã chuẩn bị hết rồi và chúng ta chuẩn bị để mà đón mừng mùa lễ Giáng sinh của năm 2020 và bước qua đầu năm 2021 trong một niềm hy vọng, với tình yêu thương, với sự dạt dào của tất cả mọi người cùng chung nhau hy vọng năm tới là năm rất là tuyệt vời. Do đó thì ngày hôm nay tất cả quý vị trong ban điều hành của Văn Thơ Lạc Việt mượn cái nơi đây để chúc những lời tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị thơ hữu, cũng như gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ mà bao lâu nay quý vị đã dành đặc biệt ưu ái cho Văn Thơ Lạc Việt. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu là cái vị mà đứng xa nhất, đó là giáo sư Nguyễn Đức Lâm, người đã cùng với Văn Thơ Lạc Việt đưa lên những cái chương trình đặc biệt về thi phú, cũng như là những vấn đề mà chúng ta đã từng nghe ông giải thích trong nhiều bộ truyện. Kế đến là nhà thơ Trinh Nguyên, đương kim chủ tịch của Văn Thơ Lạc Việt, và ông sẽ đại diện cho tất cả anh chị em trong nhóm Văn Thơ Lạc Việt sẽ gửi lời chúc Tết đến tất cả quý vị. Và dĩ nhiên quý vị đang theo dõi cái video này, đó là công sức của nhà thơ Lê Tuấn. Ông cũng là một người thầy giảng dạy về những cái vấn đề đặc biệt trong kỹ thuật, và ông cũng là trưởng ban truyền thông. Và cá nhân chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng, là người cùng với ông Lê Tuấn trong nhiều cái chương trình Văn Thơ Lạc Việt. Và trước hết chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông chủ tịch Trinh Nguyên gửi lời chúc Tết đến tất cả quý vị, cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả những ủng hộ viên đối với Văn Thơ Lạc Việt trong năm 2020 vừa qua. Tôi Trinh Nguyên xin kính chào các quý vị trên đài. Và như quý vị đã thấy, Văn Thơ Lạc Việt ở với quý vị từ năm 1992 tới bây giờ kể như hơn 28 năm. Trong những năm chúng tôi hoạt động, và thứ nhất như là năm nay là năm mà chúng ta bị Covid, do đó là sự hoạt động của Văn Thơ Lạc Việt cũng bị ảnh hưởng lây. Tôi thay mặt tất cả các quý vị ở trên đại diện của ban điều hành của Văn Thơ Lạc Việt xin kính chào tất cả các quý vị, và khi kính chúc tất cả các quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước mà đang coi trên cái chương trình này được luôn luôn mạnh khỏe và an khang trong năm tới, cũng như là hạnh phúc trong cái mùa Noel. Và cũng xin kính chúc các quý vị ở trong ban đại diện, các quý vị cố vấn và các quý vị thành viên của Văn Thơ Lạc Việt ở khắp nơi được luôn luôn hạnh phúc trong mọi ngày. Và xin cảm ơn tất cả các quý vị có mặt ở hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là lời mở đầu chúc Tết của đại diện Văn Thơ Lạc Việt, ông chủ tịch Trinh Nguyên. Và tiếp theo đây xin được trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Đức Lâm, một người đã có những sự đóng góp tích cực cho cộng đồng Việt Nam trong nhiều chục năm qua. Và bây giờ sự hiện diện của ông đã làm phong phú thêm trong ban điều hành của Văn Thơ Lạc Việt. Trân trọng kính mời giáo sư. Dạ, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hùng Dũng. Chúng tôi là Nguyễn Đức Lâm, xin gửi lời kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Văn Thơ Lạc Việt. Kính chào quý vị, chúng tôi đã ở bên Hoa Kỳ và cũng sinh hoạt cũng từ được gần nửa thế kỷ rồi. Và chúng tôi đã có dịp theo dõi cái sinh hoạt của những cái cơ quan về văn học, về văn thơ. Trong đó chúng tôi rất là có ấn tượng, sẽ dùng chữ đó, với cái sinh hoạt của Văn Thơ Lạc Việt, những công trình khảo cứu và những đề tài thảo luận của Văn Thơ Lạc Việt. Và nhất là những cái vị diễn giả đã tạo ấn tượng rất là tốt đối với chúng tôi. Và bây giờ thì cũng được gần nửa năm rồi, chúng tôi rất là vui vẻ được tham dự và đóng góp với cái chương trình hội thoại mạn đàm của Văn Thơ Đặc Biệt. Và chúng tôi cũng đặc biệt xin cảm ơn nhân đây quý vị trong ban điều hành.
tất cả quý vị trong cơ quan truyền thông. Chúng tôi chúc quý vị và thân hữu của quý vị cùng gia quyến quý vị một năm tới sau mùa Covid sẽ là một năm an lành, và quý vị sẽ vui vẻ và hưởng những cái sự ấm cúng hạnh phúc mỗi ngày. Xin kính chào quý vị. Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư Nguyễn Đức Lâm với những lời tốt đẹp nhất đến với tất cả quý vị cũng như là trong nhóm Văn Thơ Lạc Việt. Và kính thưa quý vị, năm 2020 là một năm cũng như quý vị thấy nó cũng rất là thăng trầm. Tuy nhiên đối với nhà thơ Lê Tuấn lại là một thời gian mà ông đã cho ra đời nhiều cái tác phẩm cũng rất là đặc biệt. Và dĩ nhiên những cái hình ảnh mà quý vị qua đây cũng từ bàn tay của ông để mà sửa soạn cho nó rất là đẹp, gửi đến tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng nhân cơ hội này xin trân trọng kính mời nhà thơ Lê Tuấn, cái người mà đặc trách về vấn đề truyền thông của Văn Thơ Lạc Việt, gửi lời chúc Tết cũng như là có thể là giới thiệu bất cứ cái điều gì mà ông đã cưu mang cũng như là ông đã phổ biến cho giới văn học ở tại nơi đây cũng như là khắp nơi được biết đến những cái tác phẩm mà ông đã hình thành trong năm 2020. Lê Tuấn xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của Văn Thơ Lạc Việt. Xin cảm ơn lời giới thiệu của tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng cũng như lời giới thiệu của nhà thơ Trinh Nguyên và giáo sư Nguyễn Đức Lâm. Thì trong ban truyền thông tôi là người phụ trách và đã đưa ra nhiều chương trình hội thảo, mạn đàm về những cái tài liệu và văn học xưa. Và quý vị đã coi qua tất cả những cái đoạn video clip mà chính nhà thơ Trinh Nguyên là người quay phim và tôi là người edit làm lại cho nó có vẻ nó professional hơn, đẹp hơn, và đã được nhiều cái sự hưởng ứng của quý vị khán thính giả khắp nơi. Và quý vị đã thấy bây giờ là tháng 12, chỉ còn 2 tuần nữa là chúng ta đi đến hết năm và bước vào năm mới 2021. Và tình hình mà dịch cúm COVID-19 đã lây lan càng ngày càng rộng hơn. Quý vị đã thấy 4 anh em chúng tôi đều mang cái mask để nhắc lại một giai đoạn khó khăn nhất của một cái thời kỳ bệnh dịch năm 2020. Thời gian nằm nhà bệnh COVID-19 không đi được thì chính tôi đã ra mắt ba tác phẩm mà tôi đang cầm trên tay. Quyển thứ nhất là Tình Yêu Của Tôi, Sân Già Nở Muộn và Đội Đập Đá. Tất cả những tác phẩm này chính tôi viết, chính tôi là người layout, và tôi đã nhờ nhà văn Trinh Nguyên gửi qua hệ thống Lulu và cũng xin được những cái giấy của Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ để lưu giữ đó trong cái văn khố của Hoa Kỳ. Đó cũng là điều mà anh em chúng tôi đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Và xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin chúc mừng nhà thơ Lê Tuấn cũng đã có 3 tác phẩm trong năm 2020. Và kính thưa quý vị, trước khi đến đây thì chúng tôi có nhận cái cú phone của ông Phó Chủ tịch Nội vụ là ông Lê Văn Hải cũng như cô Tổng Thư ký là Nguyễn Thị Thanh Xuân cũng muốn nhờ tôi để chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị trưởng thượng, đến tất cả những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đến tất cả quý vị đại diện các tổ chức hội đoàn và đoàn thể cũng như là quý văn thi hữu khắp nơi và đồng hương có được một năm mới 2021 thanh bình, sức khỏe dồi dào và vạn sự kiết tường. Và một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn giáo sư Nguyễn Lâm, nhà thơ Trinh Nguyên và nhà thơ Lê Tuấn đã cùng với chúng tôi thực hiện những lời chúc Tết tốt đẹp này. Và một lần nữa chúng tôi xin được chân thành kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, vạn sự an lành. Merry Christmas and Happy New Year. Mừng Giáng sinh và chúc mừng năm mới.